là 200. Dạ, dạ. Dạ, dưới tám trang là 200. Dạ. Rồi cái anh YouTube bên đây là hỗ trợ 50. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con thấy cặp mắt ông không thấy đường hay gì á chú Tám? À, cái nó che phức con bên mắt phải rồi, dạ, không thấy. Còn cái con bên trái nó cũng che nhưng nó còn mờ mờ. Dạ, nó à, còn bên trái còn hơi mờ mờ. Còn mờ mờ. À, ở bên kia bên phải nó phức luôn. À. Nó che phức con người luôn. Dạ, nó thôi gì được Phật. Nếu mà mình có tiền mình đi trị được không, không chú Tám? Không, bác sĩ đưa ra sanh ban 2 lần. Thì dạ, trong lúc lần đầu con mắt trái còn chạy xe được, dạ, mà lần sau là hết chạy được đó, là bác sĩ ở dưới này khám lắc đầu hết rồi, dạ. Nên thôi giờ tụi con đưa chú lên bác sĩ đa khoa trưởng ở trên lầu lên cho anh bác sĩ coi. Cô chú quá nặng, của người ta mổ gắn kiến thấy mà cô chú không mổ được, bây giờ tụi con chỉ cho thuốc nhỏ thôi, nhưng về nhà ai chỉ thuốc nhỏ gì chú không nên, bởi vì con mắt của chú nó không phải như con mắt của người khác, mà ai chỉ gì nhỏ nấy đó, dặn gần thì bác sĩ chỉ cho thuốc nhỏ rồi về mình chỉ mua thuốc tây nhỏ vậy thôi, dạ. À, chứ không có mổ được, dạ. Bao lâu rồi chú? 3 năm rồi chú không có chạy xe được, dạ. Rồi thời gian trước nó còn con còn chạy được, dạ. Rồi sau đó là 3 năm rồi không giờ cho giờ dạy. Bây giờ là có tiền cũng mổ không được, không được chú Tám. Không được. Thành ra theo cái định lực. À, chú Tám năm nay nhiêu tuổi rồi? Mới 62 à. Dạ chú Tám. Dạ. À, thì trở lại vấn đề là như dịch bệnh và chiến tranh và động đất đó, có thể mà chú nguyên giúp, chú á giúp nó qua luôn không? Qua không chú? Qua luôn chứ. Dạ. Cũng như bây giờ động đất, sóng thần và bão số 5 và bệnh dịch và sắp tới là cái gì đó, dạ. Thì cái gì nó cũng có một cái chuẩn của nó, có mức hạn thôi, bởi vì cái hội cộng đồng ở ơn trên đây là thị thật mình luận chứ hết chưa ai thấy cái hội cộng đồng này Phật Thánh Tiên và Đức Ngọc Đế, như vậy thì hội để lo cho ai? Lo cho con dân, cho con ruột của mình không, chứ ai mà lấy dao và cắt đâu, nhưng găng đe thôi chứ không có lan tràn con vi trùng này tới con vi trùng khác. Còn nói về tà ma yêu quái gì đó vân vân thì cũng là chúng sanh thôi, yeah. Nó cũng như nói là trời mở cửa quy duyên xuống thế hay là đi chặt đường gì đó, nhưng cũng là chúng sanh, bởi vì cỏ của cây điểu thú chim muôn nhân với vật quần lai bổn tánh dầu tiên phàm ma quỷ chúng sanh, nếu nhất tâm tính nguyện phục hành được cứu cánh về nơi ăn dưỡng mà phải sớm ăn năn. Nếu như dương trần sớm biết ăn năn làm đường ngay thẳng bằng năng dắt dùm thì coi như mình phải sớm, chứ để nếu để chờ sấm nổ văn thanh nghe bá tánh ăn năn đã muộn, bây giờ sấm nổ cũng như cái kiển mà để chống vô đánh một cái ban thì học sinh phải vô lớp, lúc mà chưa đánh thì ở ngoài đại trà nó giỡn nó làm cái gì làm không còn biết, nhưng mà đánh kiển cái ban thì vô lớp hết vào buồn thì để mà còn xét lại nữa, gạo cội hay là hoặc dít thì cũng chê gì nữa, nó khó lắm, thì lực nó khó lắm. Còn cái bình thường, cái tình cảm thì nó dễ, còn lực là nó khó lắm. Dầu cho người đó tu như thế bao dai không còn biết, nếu là thánh mà lộn đường cũng hoàn tục, nó lực nó khổ vậy đó. Tuy rằng công là nó có nhiều, nhưng mà cái thời này nó chỉ có hội này lập lấy thân thôi, tiên cũng thi mà thần cũng thi mà chúng sanh ngạ quỷ cũng thi, đó là như vậy. Còn về cái việc mà khởi bệnh dịch nữa là theo ý của tôi thì không có nữa, dạ. Nghe khơi dậy vậy con vi trùng này vi trùng kia nó tấn lên nữa, nghe vậy thôi chứ sự thật nó dẫu nó có đi chăng đó là một cái đơn lẻ thôi, cho nên không có tái như cái lúc đó nữa. Mình cứ an tâm để mình gìn giữ cái giống nồi của Hồng Lạc mà để anh em cùng nhau để hưởng, chứ cái thời này trời Phật đã ban hưởng. Bây giờ em nói gì tóm tắt đi cho em, nó còn đi thì vậy đó. Anh này bên đây dạ thưa chú Tám,
Thời bây giờ còn tu, mình tu còn kịp không chú đó? Kịp chứ. Bây giờ còn nước còn tát đó. Bây giờ dầu hấp hối mình cũng phải đưa chuyển đi đến phòng cứu cấp nhờ bác sĩ. Thì bây giờ mình phải trở lại cái chánh niệm. Cái chánh niệm nó không niệm, niệm mới chánh. Mà niệm cho nhiều mà tại sao nó tà? Là bởi vì mình chưa biết, chưa biết cái nghĩa của cái niệm. Thì cũng như ông Lục Tổ Huệ Năng ông nói có hai cái niệm: tà sanh phiền não giấy, chánh đến phiền não tan, chánh tà điều chẳng dụng, thanh tịnh chứng niết bàn. Thì đến cái chỗ niết bàn là cái chỗ chánh niệm. Như vậy thì bây giờ tại sao mà tà sanh là cái hàm giọng mình đó, mình mê hay hoặc mình buồn, mình gầu lo sợ. Còn mình chánh là mình niệm Phật để cho lòng mình được thanh tịnh. Nhưng mà trong đó nó còn một cái nương theo cái niệm của Di Đà mà để cho mình dằn bỏ đi cái niệm tưởng khổ buồn gầu. Thì hai cái niệm này nó cũng như nhau, nó là cũng như không chấp pháp mà lại chấp không, cũng như mây án mặt trời đông, không hay một pháp không còn biết, cũng như điển quang chớp ở không. Bởi vì nói là giờ chánh niệm rồi thì không niệm, niệm mới chánh. Cũng như tại sao ông từ ông dạy đạo là sớm với chiều gắn khí nguyện cầu, rồi ông dạy tu không cần lại cần quỳ, rồi ông dạy là hương đăng nghi ngút lễ vọng cầu, rồi ông dạy là bãi phục cầu vậy đó, hương đăng nghi ngút bãi phục cầu. Cho nên tại sao như vậy? Là vậy chứ cái người người ta đi vô rừng nấy, người ta tại sao người ta cũng đắc đạo? Người ta đâu có lại, người ta đâu có thắp nhang, người ta đâu có gì đó. À, mà tại ở nhà mình làm đủ thứ cho mình không thành gì hết. Tại vì mình chấp. Chấp cái ăn chay. Chấp cái ăn mặn, chấp cái uống rượu, chấp cái làm biếng. Chứ cái người làm biếng á, mà biết á, mà người ta làm biếng ở bên ngoài, trong lòng người ta không làm biếng. Người ta siêng năng, người ta lau chùi cái bụi dơ ở trong lòng. Thì lau rồi á, thì đến chừng đó trong giàu rất tốt, nó dọn về trong mới gọi đẹp xinh. Cái người ở không á, không phải là không đắc, không phải là Bồ Tát. Cái Bồ Tát là do cái tâm Bồ Tát chứ không phải do cái tướng. Còn có người mần thấy mẹ mà không đạt, tính đâu là công phu công quả công trình là chắc chắc ăn rồi nha. Nhưng mà cái đó cái tướng ngoài ngoài mà trong lòng nó còn dơ, mà mình đâu thấy, mình thấy cái tướng ngoài từ tội nghiệp lắm mà trong lòng họ còn ích kỷ bỏ sẻn tham lam không đó thì được gấp cái gì đó. Chú Sáu mình, nghe mình nói là bên chú Sáu là biết anh cũng Phật pháp hơi nhiều, mà những cái nói chi ra bên Nam Tông bất tông, thế nào Lâm Tông, thế nào bất tông chú Sáu? Cái này sự thật tôi không có biết cái phần này. Với cũng như nói thiền tông tỉnh, thiền tỉnh gì đó, sự thật tôi không biết. Nhưng tôi có nghe nói cái tích của ông Đức Lục Tổ, mà lúc đó ông là Huệ Năng, mà ông gặp Đức Ngũ Tổ mà ông nói người có hai hạng vậy đó. Thì cái việc còn Phật là chẳng hai, à Phật chẳng hai, Phật không có nói người xấu người tốt, người Phật chỉ là người là biết và người không biết thôi. Đó là biết cũng như biết tâm trai đó. Còn cái không biết là không biết cái tâm trai. Còn cái Nam Tông ăn mặn hay là ăn lạc, hoặc cái Bắc Tông như thế nào? Cái này giờ còn về mặn lạc thì cũng không hiểu à. Như cái tôi biết là như cái tính nè nhắc nè, cái tôi biết tới đâu thì tôi nói tới đó. Thì cũng như cái ông Tế Điên Hòa Thượng đó, ông cũng uống rượu ăn thịt à đó, rồi nhiều vị khác lắm, cũng như các vị anh hùng dân tộc mà đã hiển thánh đó, các vị đó cũng chém đầu người ta chiến trường mà đó, rồi cũng ăn mặn, cũng uống rượu uống bia mà người ta hiển thánh, mà tùy theo vị nha. Sanh tư tướng này giá phát phát chỉ thành thôi, thành thần thôi, nhưng có vị công đức là như thế nào đó, công năng sau đó mà được đắc quả thánh như ông Đức Cố Quảng này, hay ông cụ Nguyễn Trung Trực
những vị để là hiển thánh, đắc quả thánh, hồi sống là làm tướng, nhưng mà khá là hiển thánh. Còn cái về đạo giáo nào cũng vậy, cũng của trời thôi. Thì là còn về cái ăn thì không có luận, nói về cái đúng sai, nói về cái trời Phật dụng lòng, mà thành Phật thành tiên là do cái lòng thành, cái tâm thành, chứ không có do cái ăn. Cho nên khi người tri thức hiểu được cái chân lý là không có nói tới cái gì phần ăn. Cũng như cái mộng cũng vậy, nó ngủ, thường thường có người của mình ngủ thì thấy mộng, ai cũng vậy. Nhưng hàng thánh không có bằng mộng. Bởi vì cái ngủ là cái mê, mà người tu thì ít ngủ, thường thức. Để cho cái tâm linh nó nhanh, nó nhanh thuần. Còn mình ngủ nhiều thì cũng không sao, nhưng mà là nó chậm chút thôi, cho nên cái người tu ít ngủ. Cũng ngủ vậy, nhưng ngủ rồi thức dậy là tỉnh queo à. Còn cái việc mộng mị không có nghĩ. Mình ăn mặn cũng tu được bình thường. Vậy chứ cũng tu, mà ăn tương cũng vậy. Mà hỏi tâm với tánh mình không ích kỷ, không bỏng sẻn, không. Bởi vì phải có người thức, không giành giật của ai hết. Thì thấy ai khổ mình giúp, thấy ai đó mình phải có người thứ hai mà cùng hiểu cái việc chai mặn đó, là cô quán mình dễ rõ lắm. Cuối năm dần rồi có gặp hai đứa em năm mấy tuổi, nó hồi đó nó ăn dây trường, bây giờ nó có một thuốc sân lọc dặn này. Hồi đó nó ăn dây trường, nó không có hút thuốc mà không có uống rượu bia, bây giờ nó uống rượu uống bia mà nó ăn mặn, nó có bọc thuốc sân lọc lại nó đi ăn móc rồi hút với anh em vậy đó. Đấy. Ăn gì nó ăn mặn. Cái mấy ông chàng trai nó trời ơi chơi thông quá, mà sao anh ăn mặn không ăn chay trường đi. Nói nó nào ngay hồi đó tôi cũng có ăn chay trường mà giờ tôi thích đó, là cũng như tôi cũng ăn nhiều năm lắm, mấy chục á, bây giờ tôi không mặn, tôi cũng có một thuốc dân lọc này nè, mà rượu bia tôi cũng uống đó. Bởi vì là nó không phải do cái ăn, vì cái người tu nhiều, cái người tu lâu năm mà ăn chay hoặc là giữ giới rồi đó là nó chấp nhiều, nó ngộ vậy đó. Bởi vì nói mình đây ông 40 năm, ông 80 năm ăn chay, còn cũng lại làm từ thiện xã hội vân vân, mà gốc lại là vì không sửa tánh bởi lòng còn mê. Nhiều người kinh sử lão thông mà không sửa tánh bởi lòng còn mê, bởi vì mê với tỉnh mới nhận ra là lý. Còn cái con đường mà để khai huệ đó là cái con đường do cái tâm là thanh tịnh được hay không được. Chứ ai cũng thanh tịnh hết, nhưng mà cái thanh tịnh ít nhiều. Còn cái người biết là luôn luôn lúc nào cũng là ngày đêm mà không lơ là, đây là cái mẫu chuyện để dẫn chứng cho cái người tu hành tinh tấn để được cái tâm thanh tịnh pháp huệ. Cái ông vua ông hỏi ông đại sư thiền sư vậy chứ, cái chỗ bất sanh bất diệt đó là chỗ đó như thế nào? Cái ông đại sư đó ông nói bây giờ bệ hạ, trong cái ngục của bệ hạ có một người nào tử tội đáng chém đầu không? Nó có. Cái ông đại sư đó ông nói bây giờ bệ hạ cho một đoàn gánh hát lên hát. Cái ông đại sư ông nói, ông kêu cái ông tội phạm đó, nó tử tội đó, ông bưng cái ly nước đầy mà ta đang hát, ông đi qua đi lại, mà khi hát xong mà cái ly nước nó không đổ thì phóng, ông phải cho, không có chém đầu, ông nọ ông sẽ chết đi. Ông cứ dòm hoài cái ly sợ đổ, mà gánh hát người ta hát gầm gầm vậy đó, đủ bào kép ông nghe mà ông không thấy. Bây giờ ông thấy cái ly không à, nếu để ấy thì chém đầu sao. Rồi cho nên hát xong cái bữa sau lại khuya lại về ngủ, sáng lại mới ông
ông đại sư ông mới kêu ông cái ông tội phạm đó đó, đó bây giờ ông bưng cái ly nước mà người ta hát thì ông thấy không? Nói dạ con không thấy. À, con mới thấy coi tội phạm thấy gì? Nó là thấy cái ly nước chứ đừng phải chết sao? Thì cái người tu cũng vậy, thấy cái tâm là lấy cái gì, thấy cái tâm mà cái dùng cái khiếu mình trở soi về xong á là không còn buồn khổ, không còn phiền não, không còn vô minh, không còn khổ gầu buồn, không còn tham sân si hỉ nộ ấy, nó không còn gì chứ, nó trống lòng không à. Thì tâm bình tĩnh rồi mình gìn giữ đó được thì phát huệ là lúc đó nó không còn chết nữa rồi. Thì nó không có đổ, lúc nào mình cũng là nhìn cái đó. Cho nên ba đời chư Phật nương một mạch hồi quang phản chiếu vọng tâm thôi, chỉ có con đường đó thôi, mà nó có muôn vạn pháp để chỉ về một cái đường giải thoát. Thì mình khi mà mình không còn niệm nào nữa đó, thì mình quán lại là trong lòng mình là vô tướng, là đó là một cái tướng chân thật, nó không có pháp, không có tướng, nó không có thầy. Nó, người tu hành biết được bổn tâm và bổn tánh là trượng phu của ba cõi, là không còn luân hồi sanh tử nữa. Còn những người tạo lập phước nhiều thì về cõi trời hưởng được bao nhiêu đó thời gian cũng trở lại nữa. Còn cái người tu hành biết được bổn tâm bổn tánh là nó mất sanh mất diệt rồi, gọi là đó là đến cái chỗ gáo gáo đó là trường sanh mất, nó không chết, nó không luân hồi. Còn thánh tiên mà còn luân hồi đó là cái đó phần nó tiểu tiên thôi, cũng là tiên nhưng mà phần tiểu tiên. Còn đại la tiên tiên thì nó không còn luân hồi nữa. Cũng tiên nó cũng ba cấp, nó thượng trung hạ, mà ngũ hành cũng vậy, mà trăm quan cũng vậy, thì cái gì nó cũng có ba cấp. Còn thế gian mình luật chánh quyền cũng có ba ngành đoàn thể vân vân, thì nó có thượng trung hạ, thì dần dần ai nó cũng được là hoàn toàn tốt đẹp hết đó. Thì như người mình mà về được sống được đời thượng quan thánh đức sắp tới, rồi mình nghe Phật thuyết pháp rồi mình tu nữa thì mình cũng lên nữa. Còn mình không á thì mình trở xuống, nó cũng lòng vòng nhiêu đó đó. Còn nãy em hỏi Bắc Tổ Nam Tông, vì cái Bắc Tổ Nam Tông á là tất nhiên hai cái là giống dòng kim chi ngọc diệp để dành nuôi con Thảo cháu Hiền, lo cho các con được thuận căn duyên trở về trong cái Phật pháp này, chứ không phải nói bên Bắc Tổ Nam Tông có ăn mặn ăn chay, không có nói câu nói đó, mà nói vì Bắc Tổ Nam Tông là giống dòng kim chi ngọc diệp, là con rồng cháu tiên đó, mình lo tu lo sang lo sửa tâm tánh mình, những tánh hư tật xấu gì buông hết, mình phải lo về chánh niệm mình, không buồn không rầu không sân si, không tham, không gian, không làm cái gì hết, thì đó tất nhiên là thành tiên rồi. Chứ không có nói mà Bắc Tổ Nam Tông mà trở về hỏi có ăn tương hơn mặn được không? Trong cái này giáo lý của Sám Giảng nó có câu là Nam Trung cùng Bắc là một tay giáo đời vậy đó. Còn ông Ba Thế ông nói đạo trời, đạo Phật là bao đây nè. Như thường thường mình nói đạo trời là Thiên Chúa Giáo nè, thì hay là Thông Thiên Giáo Chủ thì cũng là thiên, thì là đạo trời đạo Phật là tao đây nè. Nhưng câu này mà bổn đạo như Bá Gia Bá Tánh luận là ông xưng, chính ông xưng là đạo trời đạo Phật là tao đây nè. Như vậy thì mình giảng xét lại tại sao ông nói vậy, thì tuy rằng đó là đạo nào là đạo, nhưng cũng ở trong cái bầu trời, cũng trong trời chứ không có ngoài trời, thành ra là cũng của trời không nào, thì đạo nào cũng về hết, vô tu là được đức ăn là về hết, hưởng hết. Mà nhất là thời kỳ này, thời kỳ đại ân xá là nó dễ cho anh em mình dễ, là gác một bên bao nhiêu nghiệp, bao nhiêu kiếp hồi đó chặt đầu mổ bụng người ta, để bây giờ vào trường lớp thi là không có nhắc cái phần này nữa, là anh tu được 10 điểm là hưởng 100 điểm, hưởng mà lại một lại bù 10 lại,
thì cho nên nói thời này thì chỉ có hội này lập lấy thân, nếu trễ thời kỳ e chẳng kịp là coi như không còn một ân xá nào nữa. Nồi đó mình tu nhiêu mình hưởng nhiêu, bây giờ mình tu mình hưởng lợi rất nhiều, cho dây có một mà lời đôi ba vậy đó. Thì anh em mình giờ tu bây giờ nó dễ ăn cơm cơ nghe đó. Vậy nó có gì đâu mà không chịu làm tức cái chỗ đó đó. Bởi vậy nói chuyện với anh em thích ít nó ngủ rồi. Đi lễ ít ngủ là nước mắt chảy về tim. Tiếc á là gì cơ hội mà không chịu để cứ lành gì hoài, đi thì đông lắm mà ngộ thì nó ít. Cho nên cái người biết nhiều khổ nhiều. Anh tôi cũng có gặp nhiều anh em mới vừa rồi có Bể Dũng ở Tây Ninh, anh nói chuyện với anh em cho qua đêm vậy thôi chứ khóc mà nó chảy về tim, ở bên ngoài thì kìm để nói cho nó qua ngày giờ năm tháng thôi chứ nhớ lại thì nếu như ông nó lôi thôi quá chậm trong đường thẳng trễ nải khó qua nẻo cọp xà, một bước leo bờ mà khỏi khổ nam nhân chi dí hỡi đâu là. Bây giờ nếu lôi thôi rồi như mình ở trong cái vùng động đất đó, mình như thế nào, mình còn mà để tu không? Nam mô A Di Đà Phật. Hay là mình còn để làm dữ không? Bây giờ dữ cũng chết mà hiền cũng chết, mà cái người chết nổi cái người chết chìm, cái người chết mà còn thưởng là cái linh hồn ở trên đài cao gọi các linh hồn hoặc chứ thưởng hai đường rõ rõ, không phải mình chết là hết. Mình đến ngày đó mình nếu mình hồi trước kia mình có làm lành thì mình sẽ hưởng quả lành, còn mình làm dữ thì mình đành phải chịu là bỏ bay họ là bỏ luôn cả hồn xác luôn, bỏ luôn cái linh hồn luôn. Thì cái quy định đó, như vậy đó thì cũng có thông báo anh em mình cũng biết. Thì bây giờ mình thấy bây giờ hơn thua thì cũng rồi, tới chừng mà mình ngủ mà có hơn thua đâu, nhà ai đóng cửa ngủ mẹ nó có lời này tiếng kia đâu, mà mẹ nó thức dậy bắt đầu cự cãi thấy quýnh mình ngủ không biết thằng sáng mình có đi xuống mình mang tôi giết không nữa mà cứ tranh đấu rồi khi lăn lộn tức mình không có mà nó nói mình này kia giận mơi là tâm mày đó cho hả giả thành ra nó khổ lắm. Bởi vì chứa cái sự mà mê rồi đó, nó không có cách mà để tháo gỡ rồi đó, là ai tháo gỡ cho mình tự mình phải tháo gỡ mình. Tự mình phải tháo gỡ mình đó, tự mình vượt lên chính mình đó, đại lên TV. Thì cũng cái clip này cũng nói nãy giờ cũng lâu rồi, thì thôi con xin hỏi chú Tám đi, chú Tám đi gì rồi cái đồng ngăn đâu mình để mình đi á, chú Tám. Thì trình qua bằng sự thật thì tôi á thì gặp người kết nghĩa đây là gần 15 năm mà người này là người đi trước. Thì trong khi cũng như thuận cái duyên cảnh gì đó, căn nợ gì đó mà đã gáp nhau đi, thì trên khi đó là từ ngày mà người vợ lớn của tôi qua đời rồi là tôi không còn làm gì nữa. Để có đồng ngân chỉ lăn rồi đến khi đi hành trình là đi các nơi thì đồng tiền con thì nó cho ít, mà sự trợ duyên bên ngoài của cô bác thì nhiều, cũng như là gọi là cũng như tóm tắt như là thọ của đàn na thí chủ, từ cái tấm vải mặc, từ cái mùng ngủ, từ cái hạt muối hạt mè, đồng ngân vân vân đều là của thập phương ba tánh như cô bác hỗ trợ. Thì bây giờ ông ba thấy ông có nói mình lo làm người quân tử phải lo về đạo đức đó, mới no chẳng màng à, còn có buồn á có đau thì uống giấy vàng à. Còn về mình lo cho Phật, Phật lo cho phiền, đừng lòng lo đói lo no, bền lòng niệm Phật, Phật lo cho phiền. Mình niệm Phật để làm gì? Mình niệm Phật để một, mình
có dạ từ bi thương người, và mình cầu cho quốc thế dân an, mình cầu cho tất cả các trên thế giới luôn, chúng sanh, ai cũng là chúng sanh, thì được cái sự là hoài tâm là để cải giữ về lành. Thì mình niệm Phật để biết cái nghĩa niệm Phật, thì mình niệm Phật mình phải làm hiền làm lành, chứ mình niệm Phật mình cãi lộn nó chết quá. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bữa nay hồi hôm qua, hôm qua cô ở Hàn Quốc thì cũng giao cho con làm từ phát gạo từ thiện chứ hỗ trợ mấy triệu, mà hôm nay cũng còn phát, con phát hôm qua cũng còn, thì thôi bữa nay thì con hỗ trợ cho bác chú là 800, dạ chú 800 là 200, dạ rồi cái anh YouTube bữa nay là hỗ trợ 50, dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy nha, không có thấy rõ mà đưa là cảm tạ ơn hai em mà được cho được có cái đồng ngân xăng dầu cái duyên để đi như để vậy, sau này thì mình còn gặp lại, còn cái sau này nó ngộ duyên chúng ta còn gặp nhiều đúng người, cái giống là hạt giống nó đó là cái dầu bây giờ thiên, cái gì đó ở đâu không sai biết. Lầm chẳng bỏ đến ngày đó gặp hãy gắng mau mau tìm vào con đường hạnh đạo, trở về Phật pháp mới gọi là nhiệm màu. Thương chúng sanh như thể ai hải hà, vì thương tất cả mà được về cõi Phật. Đầu tiên tôi có mặt ở đây là bữa 27. Tôi chẳng có nói gì hơn. Giờ bữa ngày 27 có một vị đầu tiên cho tôi 2000 đồng. Có lòng hảo tâm. Sao rất nữa? Là tốt. Nhờ chỉ 2000 đồng Phật, cha mẹ thầy tổ trong quan các ngài, tôi dịnh cái cây chỗ cái dọc em được nắm tay tôi nhé, có 2000 đồng tôi rời biết giấy 2000 rồi chú không chào trên cộng đồng mạng luôn chú ơi. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, đa tạ công đức. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.